năm nay là 54 tuổi, là 37 năm. Nếu trong cuộc đời tôi đó, là một tu sĩ làm tới bây giờ năm nay, mặc dù gần đây nữa thì tôi không dám chắc ăn nha. Nhưng mà tôi công bố trước quý vị là trước Hồng Văn Tam Bảo, trước Quang Linh Đức Thầy luôn, hôm nay nhân cái ngày lễ kỷ niệm lần thứ 83 là ngày quần giáo chủ khai sáng đạo. Tới mãi tới bây giờ, nếu trong cuộc đời của tôi đó mà tôi có vướng dắt một tình cảm nào với một cô gái nào không, và có phá kinh tế gì của bất cứ một người nào trong tổ đời này trên quả đất này luôn, tôi sẽ đọa trăm đời ngàn kiếp dưới địa ngục không bao giờ khóc lòng gì được. Đây trước anh em quay đó, tôi dám công bố mạnh như thế đó. Không quốc mạnh như thế đó, anh phải nói ai còn về pháp lực. Dạ. Còn về mặt pháp lực, nếu bây giờ tin tưởng không tin tưởng thì nếu ra đó mà khám tôi không còn là con trai nheo nhẽo là tôi kiểm tử hết tại chỗ. Cấp cứu anh nhập cho bệnh viện.
Bữa nay nghe nói anh đây là tôi chạy lại tôi quay liền á. Có bệnh mà đại gì bệnh tim. Tôi bị bệnh tim. Tim đã 4-5 năm nay rồi. Bởi bây giờ đó ai cũng hỏi tôi là sao bây giờ không lập lại trong càng khác. Tôi nói lúc còn nhỏ, lúc 30 tuổi là tôi năng nổ. Hồi lúc tôi mà xuất gia trên con bảy là lúc đó mới 19 tuổi thôi, 4 năm là tôi ở trên đó. Cho nên tôi ước ao là sau này tôi vừa lập một cái đạo tràng mà 20 năm sau mới lập được. Thì lập được 20 năm rồi, bây giờ bệnh tim của năm nay 54 tuổi rồi. Hồi đó 30 tuổi, 20 mấy tuổi là bắt đầu lập đạo tràng. Phải 20 năm, vậy bây giờ tôi năm nay 54 tuổi rồi, 20 năm mà 54 tuổi rồi, sống thấp rồi đi đâu, chết ngắt rồi bỏ gì nữa. Cho nên bây giờ từ đây đi sau là tôi nguyện là tôi ở bà. Bây giờ không có toàn miếng đất nào chính thức, để chỗ nào qua tôi thấy chỗ nào thôi mà đất lành thì chim đậu, đất xấu thì chim bay chứ còn. Giờ tôi vô khác. Không có ai tranh chấp mà khỏi ai hết rồi, buông hết toàn bộ. Cho nên á, lúc tôi ra đi, tôi phát phát tâm tôi ở trên cô bảy 59 tuổi là tôi đã bỏ gia đình rồi, không có liếm cái gì hết, không có dính một cái gì hết. Cho nên á, hồi đó mấy anh tôi với chị đồ rồi đứng bàn phán không. Cho nên ngày nay đứng lên thiếu theo bàn phán, tôi chỉ có bốn bộ đồ ra đi thôi. Mà thấy bây giờ mình ngon rồi, hồi đó mình ngon ra, coi đợi có dính bộ nào đâu, phải không? Thì đúng gì thì ngon rồi, hồi đó mình đó mở mắt chào đời trong bụng mẹ ra, không có cái quần áo gì hết trơn. Con có nón với vậy, bây giờ muốn còn lấy lại nữa là trả luôn cái nón với vậy. Bảy ơi, cũng như gần đây có một số người đồng đạo tính hỏi vấn đề anh Bảy ở đâu đó, nhưng mà ta muốn tìm đến anh Bảy như thế nào anh Bảy? Không, bây giờ thì tôi chưa từ chối thẳng. Tại vì bây giờ mình ở bà nhà của ta mà đi lợi nhập trơn đi. Chứ phải tôi ở nhà ông này thì được hả? Ông này là kho gạo. Lại tôi kêu giảm cho ở đây là tại chợ mới ở vô An Giang nữa. Dạ dạ. Đó, tôi đi có một số đồng đạo cũng rất nhiều người tính hỏi thăm mình vấn đề anh Bảy ở đâu đó. Còn tôi là biết ở đâu mà mình chỉ anh em đồng đạo ta, cho nên tôi chưa có dám cho anh em tới đâu. Dạ dạ dạ. Nói mẹ mình còn nương ở đất của anh em ta. Dạ dạ. Cho nên tôi chưa cho biết địa chỉ nữa. Ở nhà mấy cô phải ngoại ta cũng gọi điện về, nó khóc ré với tôi nhiều lắm luôn. Nói gì chơi lắm, lúc đưa cho em vui lẫn giận, nhiều khi dùng cháy cũng khóc ba tuổi chứ không lẽ tuổi ngoài không có khóc nữa. Anh Bảy đi giếng bữa nay ngày nay giờ hay là ngày nghỉ, còn ngày mai mới về anh Bảy? Chiều nay về đặng ngày mai này đó là mình cũng sạch thả cá, tại giờ mình cũng tranh tới mình cháu bảy triệu luôn. Cho nên ngày mai là mua hết cái chợ, mua cái là cá trong trong của bắt là mình không có nhau ngày này để mình cùng về nhà gặp người muốn hỏi gì đó hỏi đi. Nay là mình về đặng ngày mai phan hâm mộ thành tưởng thành tưởng vô cảnh ở ngoài thì tính nữa chứ đi vô trong trọng luôn mình qua thì nó mang đi để đặng ra bây giờ là bốn tuổi to không có làm. Mình hẹn với anh em chứ rồi hổng tôi thấy nó chán thì về bóc canh nè, tôi nói ngày 18 chứ mày tâm nữa. Cho nên để anh em hổng ngày đó tôi tắt máy rồi ai tao không gọi liên lạc không được. Tôi á là công bố cái gì mình cắt tay ngày nay nghệ sĩ Châu Thanh đó là thương tôi dữ lắm luôn, cho nên nó đặt bàn cầu nguyện hổng ngày rồi bữa đó tôi qua bác sĩ Diệu Hoàng á, ổng mới gọi điện sao mà ổng gặp tôi cũng mừng quá, ông qua ổng gặp. Ông nói đó là hiện bây giờ trên Tây Ninh đó là tôi đã mua sẵn là 7,000 m2 tất cả sẵn rồi, bây giờ anh muốn lên đó là đi giao chìa khóa cho anh lên đó là anh ở cho anh lên miếng đất trên luôn, nhìn cái hồ Dầu Tiếng rất là đẹp luôn, tôi nói không bây giờ là tôi chỉ ở đậu ở đây thôi, bởi vì tôi đang trên đường về Tây Phương mà bây giờ lỡ bước tôi ghé Tây Ninh vài bữa thôi. Ghé Tây Ninh vài bữa thôi mà tôi về quê hương chứng sở, tôi về Tây Phương chứ tôi không ở Tây Ninh đâu. Nói vậy bây giờ ơi, giờ tôi bảy muốn về An Giang, hiện bây giờ tôi đang mua trên gần tốc của Đại Hòa là 7,000 m2 đang mua cho đang ăn chạy cho nó. À, trong anh chứ qua của Mười là mua 7,000 m2 cả rồi đó đó. Bây giờ anh muốn tặng về núi rồi, rồi về đó, nó không. Bởi vì tôi bây giờ tôi còn nặng nợ với anh em là mình cùng quân với hai nữa là một. Là những cái người như mảnh đời bất hạnh. Mùa mưa này đó là tôi đang gác nhà tôi chỉ đâu là rất mình nhiều cuốn. Cho nên đó là bây giờ không thể mà không đâu có để ngồi chơi, đạo đâu có để mình nơi chỗ nhà được không bác. Tôi không giúp đỡ tôi làm, tôi cũng có ai cần làm gì cho nên á, mục đích là thăm những cái con mà tôi đã được đời, tất cả thật cuối cùng, còn cái điều làm hết cả những cái con mà mình để lo cho tất cả tôi.
chị thì gần đây thì có một số người thì nói anh đi đâu mà mẹ hiện đúng đâu mà thủ giới là anh là đi đây cũng là chuyện này cũng nhiều người nhưng mà gần đây thì phải xuất hiện tại chùa An Hòa Tự nên là tức là dự lễ hôm nay thì đây là trực tiếp là mấy người giờ ăn có ngon lành chờ đợi bởi mấy anh chị đó hôm dài đó nghe tôi bệnh rồi có điểm là kêu kêu tôi về tôi mới nói thẳng rồi tôi nói tất cả các anh chị coi như tôi đã chết tôi coi như tôi đã tắt rồi và tôi công bố cái chuyện luôn đó tôi nói là sau này tôi không biết cái tờ di chúc nữa mà nghe nói tới đây đó mình càng còn khỏe dòng đi có bốn bộ đồ viết di chúc gì giờ là tôi viết cái tờ di chúc để sau này tôi có ốm đau bệnh hoạn mà để cho đồng đạo nuôi tôi và cái ngày tôi ra đi đó để cho đồng đạo biết là di chúc không có thằng gì nữa. Bây giờ đó anh em quay đó là tôi nói thẳng trực tiếp ông chú quy ra để chỉ cần nói một tiếng lên thì sẽ phải có người rất nhiều người nuôi à như là chính đó trong đó là có tôi luôn à tại vì 20 năm về trước thì tôi có ở cấp của anh thấy 20 năm về trước và ở cũng mấy năm ở là bốn mùa nữa bốn mùa nữa cái đó của Dũng đồ đó nghiêm thì cái đồ đó ở cấp của tôi không à mấy em đó hồi đó là ở cấp ở chạy của tôi luôn đó mà tôi nói cái chuyện mình nghe hồi đó cực khổ lắm dân dây điện vòng vòng thì mỗi người dân cái giọng mình theo cái đèn cứ như này chứ không có một ngủ ngủ nữa sáng bữa nào tôi cũng bắt mà cơm lên rồi tôi đi hái rau kiếm rồi hết rau tôi hái ba cái bỏ cái theo bỏ mất gì đó mày ngày xưa 20 năm trước thì mình có ở cổng vua là thấy mình là ta túc từ từ đó nhớ lại cái cảnh hai ngày trước của ở cống của anh Bảy đó thì phải nói là vất vả lắm quý ơi cũng như mà nước lớn mà tràn lên đó là phải đi nước lẩm chẩm nữa vất vả lắm mà nói vất vả lắm dạ đúng rồi là đâu có đủ mà lo gạo cho mấy anh em đồ ở ăn đâu phải cứu đất ở trong cống á mà nói nha nội đắp bờ đó ha tôi lặn tóc tay sải chân tới chừng giờ lỡ cái chuồng heo ở đằng kia thấy mà ớt luôn bất chấp hồi đó là cũng bất chấp làm nuôi cho mấy đứa em mà anh em ở đó dùng áo lo tu hành cái đợt đầu tiên đó là ông Thảo là ở đó là 8 tháng Thảo thứ hai là Út Hương ở đó là ngày xưa đó đợt thứ ba mới tới mấy đứa em Thảo này nè mấy em là chạy đồ chẩn Dũng đồ nghiêm chỉnh thận rồi đó chưa mẫm rồi đó là hồi đó là con đỡ nhất là tu hành thầm chung quy cái nhóm mà thời thứ ba thì mấy anh em đây thì anh Bảy vừa mới nói là cũng ở cấp của anh Bảy này hết một thời gian sau này rồi mới về trên này mình mới cắt tóc mình tu tập á bởi vì á sau này cái tôi nghe mấy anh em tôi đó ông Bảy điện cái này ông thua cái đất cha này rồi tóc thành như mỏng như chạy rồi đúng rồi mấy anh em rồi đâu đó mong là nó nói ui mình thua ai chứ thua em thua cháu mình nhầm nhòi ai thua ai bên ngoài mình sợ chứ hai đứa giả lại mình cũng xe dùng nó xe hết đời rồi xe 20 năm hết đời mình 2 mấy năm còn mình hết đời thôi bây giờ qua kế coi nó đắp được mình đợi để cho xe đời mới nó qua mặt để mua nó cũng đúng nào cho nên tôi kể mình cái tuổi trẻ rồi cũng như bây giờ xe hết đời luôn cho mấy em cháu nó hết tiến bộ lên nó làm mình được chứ hồi đó là mấy đứa cháu ở với tôi là 41 đứa đó cái đợt mà mấy đứa em là nào nấu một bữa sáng không 13 lít trữ gạo ăn mới đủ đều là 13 lít trữ là một ngày ăn trên 1 táo gạo đó mà ăn thực khổ gì đó mà nó mới cho hình nó giống cũng như trần minh thức giống gì đó nha chứ nếu mà phải sung sướng là ngày mấy ngày ngày nay nó không có ra đường mà nó làm nó thành mà nó bị tạo cái này đâu đó ăn cũng khổ lắm mà tôi có nguyên dùng mùa đó còn bắt đầu là dân giống gì nè
rồi giăng nguyên một cái sợi dây điện này nè. Rồi bắt đầu lấy cái cây kim tây đó, rồi kim nó bóng đèn xuống cây cái dọc, kim xuống cái dọc, kim xuống cái dọc. Mà mấy em nó học hồi đó thấy công nghệ như lắm luôn. Được khổ, cái mặt trăng này là nó lên chân chân. Cái đại là tôi giác sau này đứa nào nó đi ra đó thì đất dựng tôi này kia đó bởi Thank you.